mình xin giới thiệu với các bạn cái con dao cắt da bánh xe. Cái con dao này nó có 3 cái thành phần chính. Thứ nhất là lưỡi dao, là một cái lưỡi dạng tròn đã được mài sắt tất cả những cái cạnh xung quanh. Thân dao là cái lưỡi an toàn. Cái lưỡi an toàn nó sẽ luôn giữ cho cái lưỡi dao nó ở trong cái khu vực an toàn này, hạn chế cái việc mà vô tình chạm tay vào lưỡi trong cái quá trình mình không sử dụng dao. Và thứ hai là bảo vệ được cái lưỡi này, nó giữ sắc lâu. Thì để sử dụng cái con dao này cắt, mình bóp vào cái lưỡi an toàn này, sau đó các bạn đẩy nhẹ thôi, đẩy thẳng cái mắt dao là được. Cái dao này nó sắc lắm, thế nên là chỉ cần lăn nhẹ này là nó đã đứt sản phẩm rồi. Cái dao cắt bánh xe này nó có cái lợi thế hơn các cái dao cắt bình thường, cái là cái đường cắt nó là cái dạng lăn của cái bánh xe này trên cái sản phẩm. Thế đâm ra là cái đường cắt đối với những cái da mỏng, da mềm nó sẽ không bị xô ra, và nó sẽ cái này sẽ rất phù hợp với những cái bạn mà mới tiếp xúc với cái nghề làm đồ da handmade. Ở bên mặt này nó thiết kế giống cái mặt này, nó phục vụ chủ yếu là để đối với những cái bạn mà thuận tay phải hoặc thuận tay trái. Đối với ở đây là những cái bạn đang sử dụng thuận tay phải, còn đối với những cái bạn thuận tay trái, các bạn tháo con vít này ra và đảo lại cái chiều lưỡi dao sang bên này. Mình sử dụng hoàn toàn tương tự nhau.